Em xin chào cả nhà. Hôm nay thì em đi shopping M&S để mua một ít đồ thì sẵn tiện em quay cho các cô chú bác anh chị em xem cái siêu thị nha. Mới bước vào cổng thì phía trước bán quá trời bông lan luôn. Một cây thì 8 đồng, loại nào cũng 8 đồng hết trơn á. Thì chạy ra tiền Việt Nam chắc 200 mấy ngàn á cả nhà. Mùa lạnh nhưng mà thấy cây đồ còn xanh tươi quá. Đây là cái shop bán đồ thực phẩm nè. Cứ cuối tuần mình mua đồ ăn thực phẩm đồ thì vào shop này nè cả nhà. Nhưng bữa nay thì em đi vào đây mua một ít đồ thôi chứ không có mua nhiều. Mua cái bánh sinh nhật cho con của em. Thì sẵn vào đây quay vòng vòng cho các cô chú bác anh chị em xem cho vui nha. Hiện giờ thì em cũng không biết là tiền ở đây rồi với Việt Nam là bao nhiêu nữa. Một trái bơ là 65 thi cho một trái cả nhà. Đáng quá trời, táo xanh luôn nè. Một bịch thì 85 thi cho một bịch. Thì mình cứ tính một đồng ở đây là 30 ngàn Việt Nam đi cả nhà. Chỗ này bán nhiều trái cây ha. Mùa lạnh nhưng mà em thấy là trái cây gì cũng có. Ở nước Anh thì thời tiết lạnh lắm, không có trồng được rau củ quả hay trái cây á, tất cả là đều nhập qua đây nên trái cây rất là đắt đỏ cái mùa này luôn á. Mùa hè thì nước Anh cũng trồng được thì trái cây cũng rẻ lợi. Dâu thì 3 đồng rưỡi cho một hộp á. Cherry nữa, cherry thì 2 đồng rưỡi mà nếu mà mình mua 2 hộp á là 4 đồng. Bây giờ mùa nào mình cũng có ăn hết trơn ha. Lúc trước vì mùa lạnh là không có mấy cái loại này các bạn. Ở đây thì có mâm xôi, vịt quất 3 đồng cho một dĩ, rồi kiwi thì 1 đồng. Ngon nữa nè. 2 dĩ thì 4 đồng. Ngay đây bán ớt chuông quá trời ớt chuông chứ nó có nhiều loại lắm á cả nhà. Nó đủ thứ màu nhưng mà nó có nhiều loại nữa. Thơm lắm. Bây giờ sốt tây chứ cũng bán nhiều loại giống như châu Á mình á. Măng tây á các bạn. Sao đồ ăn ngon lắm. Cái này thì bông cải xanh cần ký. Các thứ luôn. Cái này là người ta làm sẵn vô hộp cho mình rồi đó. Mình mua về cái mình xào à. Rau củ quả họ cũng sắc sẵn hết rồi. Cái đi về là mình xào thôi. Nếu mà mình không có thời gian á, như vậy là rất là tiện. Mình làm nó nhanh nữa. Khoai tây họ cũng làm mà chín sơ sơ cho mình rồi nè. Về là mình nấu lại thôi. Đây là các loại đậu để mình ăn giặt nè. Ăn được cũng ghiền lắm, ngồi coi tivi đồ đó mình ăn. Còn đây là cái xoài người ta sấy khô. Các loại trái cây sấy khô nè. Các bạn thấy chuối ở đây nó chín là dạng tươi luôn á. Bánh mì ở đây thì là trong nhà lúc nào cũng có bánh mì sandwich á, thường xuyên luôn. Shop này á, họ làm bánh mì với lại bánh trái á, là làm tại chỗ trong shop này luôn á. Mình mua ăn nó tươi lắm. Bánh mì thì còn nguyên một cái ổ bự á, rồi về mình sắc ra cái bỏ chi đồ lên mình nướng ăn sáng. Ở đây thì sáng ăn rất là đơn giản luôn á cả nhà. Còn Việt Nam của mình sáng thì có rất là nhiều món ăn ha cho buổi sáng. Ở đây sáng thì ăn đơn giản lắm.
Ở đây là các loại đậu nè, loại đậu nguyên không có pha chế gì, rồi loại đậu ngọt mặn đồ có hết à, là cũng nhập qua đó cả nhà. Ở đây là các thứ đồ ăn vặt nè, mình ngồi xem tivi rồi ăn vặt. Quá trời đồ ăn vặt luôn á, mình ăn cái loại nào mình thích thì mình cứ ăn thôi, chứ nó nhiều quá không biết chọn loại nào luôn ha cả nhà, nhiều lắm. Đây là hột gà chứ cũng có nhiều loại lắm, loại mắc tiền và loại rẻ tiền nữa. Đây là bột rồi đường để làm bánh. Ở đây thêm một cái chỗ bán bánh tươi ở trong đây làm luôn nữa nè. Cái có một cái chỗ để làm cà phê, mình bỏ tiền vô á, cái mình làm ly cà phê cho mình. Chỗ bán bánh là có cà phê luôn, tiện quá ha. Những người mà đi làm á thì họ vào cái shop này để mua đồ ăn cũng nhiều lắm, mua đồ ăn ăn liền á, khi họ không có xách đồ ăn theo á. Nơi đây á, là nguyên một khu vực rượu nè, các loại rượu luôn. Các anh chị em nào mà thích uống rượu thì vào đây á, là mê luôn á, quá trời loại luôn. Còn đây là cá hồi người ta làm chín sẵn rồi nè các bạn, đi về mình chỉ hâm lại mình ăn thôi. Còn cái này cũng là cá hồi nữa, họ cũng đun khói á, mình làm xú xì ngon lắm. Đây là các loại tép tôm gì họ cũng chế biến đồ chín sẵn cho mình hết rồi. Và nhiều khi mình về mình không biết ướp cái gì á, ở đây người ta ướp sẵn hết cho mình rồi nè, đi về mình chỉ làm mà cho nó nóng lại là ăn thôi, rất là tiện luôn. Bởi vì ở đây nhiều khi thời gian không có đó thì người ta làm sẵn cho mình á, để rút gọn cái thời gian mình không có đó, làm cho nó nhanh. Với lại người Tây ở đây người ta có con nhỏ nhiều á thì họ hay mua đồ hộp lắm, nhanh nữa. Ngay đây bán quá trời thịt gà nè, họ làm chín rồi, giống như kiểu KFC á các bạn, họ vô hộp hộp quá trời luôn nè. Mấy người Tây họ hay mua mấy cái mà làm sẵn à, về họ nướng lại rồi hay bỏ vô microwave á, hâm nóng lại là ăn. Rồi không thôi thì mấy cái gà đó người ta ướp sẵn cho mình thì về mình nướng lại mình ăn. Ở đây là các loại là người ta ướp gia vị đồ hết cho mình rồi. Ở trên đây á, thì còn nguyên con gà tươi chưa có ướp nè, một con 10 đồng hay mười mấy đồng, mấy con này là nhỏ đó, có khi có con 20 đồng nữa đó cả nhà. Loại này là nó nuôi đàng hoàng nên hơi mắc á. Còn đây là thịt bò nè, loại mềm, mình về mình chiên nướng ăn với khoai tây. Bây giờ đồ ăn vật giá lên quá trời luôn á cả nhà, mua không có bao nhiêu món đồ á, mình trả rất là nhiều tiền luôn á. Rồi có khi mình nó không biết có đếm lộn không nữa, mình phải tính ra cái deposit á, rồi coi coi có tính lộn không á,
Bởi vì mình thấy là có mấy món đồ mà sao tiền nhiều quá mà bây giờ cái gì cũng lên á. Lên mà tới mình trả tiền mà mình tưởng đâu là có lộn á. Đây là họ làm sẵn mấy cái thịt này về mình nướng để làm burger. Cái này là thịt thịt heo á mà họ không khói á. Nó đã chín rồi. Rồi có cái thì cũng chưa chín rồi về mình chiên lại mình ăn với bánh mì. Người ta cũng có làm những cái cho tiện lợi những người đi làm không có thời gian nấu á, và rút gọn lại cho mình nấu nó nhanh. Còn đây là pizza nè. Chưa đó, cái nướng một cái thì gia đình ngồi ăn là cũng cho bữa chưa được rồi đó cả nhà. Đây là bán tất cả là đồ người ta đã làm chín cho mình sẵn hết trơn luôn á, về là chỉ cần là hâm lại là ăn thôi. Cái đồ hộp mà chín rồi đó thường thì người ta hay bán là mình mua 3 hộp á thì sẽ là 8 đồng, nó rẻ hơn mình mua từ cái. Ở đây á, là một cái dĩ thật là to luôn á, cho cả gia đình luôn. Một cái dĩ là 7 đồng 75 phi, nướng là ăn hết một gia đình luôn á. Cái dĩ quá trời to luôn cả nhà. Nhà thì lúc nào cũng thường xuyên là có cái thịt nguội này nè cả nhà ăn với bánh mì. Mình đi làm á thì mình làm với bánh mì mình mang theo. Ở đây thì chắc chắn là nhà ai cũng phải có cái thịt này với bánh mì. Kiểu bên Việt Nam mình ăn bánh mì ổ, ở đây thì ăn sâm quịch á. Đây là các loại trái cây á, họ ép sẵn vô hộp. Mình mua uống cũng bổ dưỡng và ngon lắm á cả nhà. À, shop này á, thì nó hơi mắc tiền hơn những shop khác nhưng mà đồ ăn đàng hoàng và tươi tốt lắm. Trái cây á, họ cũng sắc sẵn vô hộp cho mình. Đây là những cái đồ ăn nhanh cho những người họ đi làm không có đem đồ ăn theo đó. Đó là bên trong thịt đó, ở ngoài người ta cuốn bánh lại. Nguyên một dãy đây á, làm đồ ăn nhanh cho những người đi làm họ không có xách đồ ăn theo á. Đây như là bánh mì sandwich nè. Ở bên trong thì có thịt đồ các thứ ở trong đó, nó khác hơn ở Việt Nam mình là bánh mì ổ á, còn cái này là bánh mì là nó nguyên miếng mỏng mỏng. Đây là cũng cái thịt là nó chín sẵn rồi, mình mua bánh mì thì mình kẹp vô bánh mì thì ăn. Đây là các loại sữa nè, nhiều loại sữa lắm đó cả nhà. Này là chi nè các bạn, nhà lúc nào là cũng phải có cái này hết trơn á. Có khi mà mình nấu đồ ăn á, mà không có chi á, nó cũng không có ngon nữa. Để em chọn một cái bánh sinh nhật cho con của em. Thường thì em mua bánh sinh nhật là của Tây á, nó ngọt nhưng mà tụi nhỏ thì nó lại thích dữ lắm. Bữa nay sao em thấy bánh nó không có được lớn, nó nhỏ nhỏ không à. Nhưng mà một cái thì cũng 15 đồng á cả nhà. Cái này thì bánh của Tây nó ngọt, nó làm chót lịch đó. Bánh thì đơn giản lắm, không có kiểu cọ nhiều. Bây giờ mình đi shopping á, các shop đều ít người lắm, bởi vì người ta ở nhà cái người ta mua online á thì cái shop nó chở đồ ăn tới cho mình luôn. Và cho nên những người mà lớn tuổi đồ đó thì ở ngồi ở nhà thì đặt đồ ăn ha, cái người ta đem tới nhà luôn. Chỗ này là Đông Đá nè. Cho nên mình đi vào shop bây giờ á mà thấy ít người lắm. Shop này cũng rộng lớn quá trời luôn á. Em đi hồi nãy giờ vòng vòng thì cũng tới đây là hồi nãy giờ cũng đi muốn hết shop luôn rồi đó.
ra đây là để tính tiền mua một ít đồ rồi. Gửi đồ lên đây là để mình tính tiền á. Bây giờ em đi xuống cầu thang để đi ra ngoài. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay nha. Hẹn lại các bạn video lần sau. Bye bye cả nhà.